Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để xem các video tiếp theo kênh Dạy con học tiểu học nhé. Giờ toán hôm nay chúng ta học bài tính chất giao hoán của phép nhân. Để tìm hiểu tính chất giao hoán của phép nhân, trước hết chúng ta làm câu A trong sách giáo khoa. Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức 7 x 5 và 5 x 7. Yêu cầu của bài tập là chúng ta sẽ tính giá trị của biểu thức 7 x 5 và 5 x 7, sau đó chúng ta sẽ so sánh giá trị của hai biểu thức này. 7 x 5 và 5 x 7, đây là hai phép nhân trong bảng nhân 7 và bảng nhân 5. Ta có 7 x 5 bằng 35. Đấy và 5 x 7 thì cũng bằng 35. À, như vậy ta thấy à, giá trị của hai biểu thức trên đều bằng 35. Vậy 7 x 5 bằng 5 x 7. À, từ à, kết quả của hai biểu thức trên thì chúng ta có nhận xét như sau. Đấy, khi ta đổi chỗ hai thừa số ở trong một tích thì tích không thay đổi. Đấy, chúng ta thấy là thừa số thứ nhất và thừa số thứ hai của hai biểu thức này đổi chỗ cho nhau, không? thì kết quả vẫn bằng 35 Tiếp tục chúng ta làm câu b, so sánh giá trị của hai biểu thức a nhân b và b nhân a trong bảng sau. Đấy, bài yêu cầu chúng ta là do so sánh giá trị của hai biểu thức a nhân b và b nhân a. Hai biểu thức này là hai biểu thức có chứa chữ, phải không? ở trong bài này thì có bảng sau. Ở trong bảng chia làm 4 cột, cột thứ nhất là cho biết giá trị của a bằng 4, bằng 6 và bằng 5. Cột thứ hai cho biết giá trị của b bằng 8, bằng 7 và bằng 4. Bài yêu cầu chúng ta tính giá trị của à, biểu thức a nhân b và b nhân a, sau đó chúng ta so sánh giá trị của hai biểu thức này. Với a bằng 4, b bằng 6 và À, A bằng 4 B bằng 8 Thì giá trị của biểu thức A nhân B bằng 4 nhân 8 bằng 32 Tức là ta thay giá trị của A bằng 4 vào Đấy, Và B bằng 8 Thì bằng 4 nhân 8 bằng 32 Với giá trị của A bằng 4 và B bằng 8 Thì B nhân A sẽ bằng 8 nhân 4 bằng 32 Như vậy ta thấy là Giá trị của hai biểu thức A nhân B và B nhân A đều bằng 32. Với A bằng 6, B bằng 7, thì A nhân B bằng 6 nhân 7 bằng 42. Và cũng với A bằng 6 và B bằng 7, thì B nhân A sẽ bằng 7 nhân 6 bằng 42. Như vậy, giá trị của hai biểu thức đều bằng 42. Tiếp tục, với A bằng 5, B bằng 4, thì a nhân b bằng 5 nhân 4 bằng 20. Và cũng với a bằng uh, 5 và b bằng 4 thì b nhân a bằng 4 nhân 5 bằng 20. Như vậy ta vừa tính xong giá trị của hai biểu thức uh, a nhân b và uh, b nhân a. Thì ta thấy là uh, giá trị của biểu thức uh, a nhân b đấy, và b nhân a luôn luôn bằng nhau. Đấy không? luôn luôn bằng nhau như vậy là ta kết luận là gì a nhân b sẽ bằng à, b nhân a phải không a nhân b và bằng b nhân a a nhân b bằng à, b nhân a ta kết luận và à, từ cái à, công thức tổng quát trên thì chúng ta à, rút được đa ra cái gì tính chất giao hoán của phép nhân là gì nhỉ khi ta đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi đó chính là tính chất giao hoán của phép nhân cô giáo nhắc lại khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi đây là cái ghi nhớ mà chúng ta cần phải các con cần phải nhớ để chúng ta áp dụng vào cách tính giá trị của biểu thức à, bây giờ chúng ta vận dụng cái tính chất giao hoán của phép nhân để làm các bài tập trong sách giáo khoa nhé. Trước hết chúng ta làm bài 1. Bài tập 1 Bài tập 1 Viết số thích hợp vào ô trống Bài yêu cầu chúng ta viết số thích hợp vào ô trống Ở bài tập 1 có hai câu, câu A và câu B Mỗi câu có hai phép tính Trước hết chúng ta làm câu A Câu A, phép tính thứ nhất 4 nhân 6 bằng 6 nhân ô trống. Đấy, nhiệm vụ của chúng ta sẽ điền số vào ô trống này. 4 nhân 6 bằng 6 nhân ô trống. À, chúng ta thấy là ở vế thứ nhất và vế thứ hai đều có thừa số 6 phải không? Mà hai vế này bằng nhau. À, như vậy thì chúng ta sẽ điền số mấy vào ô trống đây nhỉ? À, dựa vào tính chất giao hoán của phép nhân phải không? chúng ta thấy là gì? 4 x 6 thì sẽ bằng 6 x 4. Như vậy là ta sẽ điền chữ số 4 vào ô trống. Tiếp theo phép tính thứ hai. 207 nhân 7 bằng ô trống nhân 207. Đấy cũng dựa vào tính chất giao hoán của phép nhân thì chúng ta thấy là à hai vế là chúng ta thấy đều có thừa số 207, không? Mà hai vế này à đều bằng nhau, như vậy là 207 nhân 7 sẽ bằng 7 x 207. Như vậy ta điền chữ số 7 vào ô trống. Tiếp theo câu B. 3 x 5 bằng 5 x ô trống. Bằng 5 x ô trống. Đấy, như vậy là chữ số à, điền vào ô trống tức là 3. Phải không? 3 x 5 bằng 5 x 3. Tiếp theo, phép tính thứ hai 2138 nhân 9 bằng ô trống nhân 2138. Như vậy, à, chúng ta sẽ điền à, 9. 2138 x 9 bằng 9 x 2138. Ở bài tập 1 vừa rồi, à, chúng ta đã vận dụng tính chất giao hoán của phép nhân để chúng ta điền chữ số thích hợp vào ô trống. Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 2. Bài tập 2 tính ở bài tập 2 có 3 câu. Mỗi câu đều có hai phép tính. Chúng ta làm câu A. 1357 nhân 5. Đây là phép nhân với số có một chữ số mà chúng ta vừa học ở bài hôm trước phải không? Bây giờ muốn nhân một số với số có một chữ số thì chúng ta trước hết là chúng ta sẽ đặt tính. Chúng ta đặt tính

ta điền kết quả bằng 6785. Phép tính thứ hai ở câu A. 7 x 853. À như vậy ở đây là chúng ta cũng thấy là đây là nhân một một số có một chữ số với nhân một số với với số có một chữ số phải không? Bây giờ khi đặt tính thì chúng ta à, vận dụng tính chất giao hoán, có nghĩa là chúng ta sẽ à, viết 853 nhân với 7 phải không? Cũng bằng 853 nhân 7 Như vậy ta viết thừa số thứ hai trước là 853 nhân với 7 Đấy. Để chúng ta viết cho nó Đã đặt tính cho nó à, thuận tiện 7 nhân 3 bằng 21 Viết 1 như 2 5 nhân 7 bằng 35 Như 2 bằng 37 Viết 7 như 3 8 x 7 bằng 56, nhớ 3 bằng 59, viết 59. 853 x 7 bằng 5971. Tiếp theo chúng ta thực hiện câu B. 40.263 x 7. Chưa hết ta đặt tính là 40.000. 263 nhân 7 ta nhân từ phải sang trái

với số có một chữ số. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 3. Bài tập 3 có yêu cầu là tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau. A 4 x 2145 B mở ngoặc 3 cộng 2 đóng ngoặc nhân 10.287 C.

964 đóng ngoặc như vậy ở bài tập 3 có 6 phép nhân à, có 6 biểu thức bài yêu cầu chúng ta sẽ tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau à, tức là chúng ta sẽ tìm từng cặp một không? có giá trị à, bằng nhau như vậy thì à, muốn tìm được giá trị của các biểu thức à, bằng nhau thì cô giáo sẽ à, viết các biểu thức này ra giấy nháp Bây giờ chúng ta quan sát Chúng ta quan sát này Chúng ta thấy Các biểu thức Ở câu B, câu D Và câu G Bây giờ chúng ta sẽ viết gọn lại Trước hết là chúng ta sẽ viết gọn lại Ở biểu thức ở Câu B thì chúng ta thấy Trong ngoặc đơn Chúng ta sẽ tính tổng trong ngoặc đơn là 3 cộng 2 bằng 5 Bằng 5 nhân với 10.287. Câu D, chúng ta cũng tính ở trong hoặc đơn. Trước, 2.100 cộng với 45 bằng 2.145. nhân với 4. Và câu G thì chúng ta thấy là gì? À, có hai dấu ngoặc đơn phải không? Đấy. Chúng ta cũng tính ở trong ngoặc đơn trước. 4 cộng 2 bằng 6. không? 6 nhân với 3000 cộng với 964 sẽ bằng 3964. 3964. Đấy như vậy. Ba biểu thức cô giáo vừa viết gọn lại, bây giờ chúng ta sẽ tìm giá trị của các biểu thức nào bằng nhau. Câu A 4 x 2145 2145 à, Như vậy ta thấy à, câu D có 2145 x 4 à, Dựa vào tính chất giao hoán của phép nhân thì chúng ta thấy là hai biểu thức này bằng nhau đúng không? Câu A và câu D bằng nhau 4 x 2145 bằng 2145 x 4 Vậy ta sẽ nối câu A với câu D tiếp theo 3.964 nhân với 6 3.964 nhân với 6 à, thì ta thấy 6 nhân với 3.964 à, như vậy hai biểu thức này bằng nhau phải không Đấy, cũng vừa dựa vào tính chất giao hoán của phép nhân như vậy ta nối câu B với câu G 10.287 x 5 và 5 nhân với 10.287 không giá trị của biểu thức C và B bằng nhau Đấy. như vậy ta đã tìm được từng cặp một à, có giá trị à, hai phép tính à, hai phép tính có giá trị à, bằng nhau phải không như vậy chúng ta đã cô giáo sẽ có kết luận như sau hai biểu thức có giá trị bằng nhau là 4 x 2145 bằng mở ngoặc 2100 cộng với 45 đóng ngoặc nhân 4. 3964 nhân 6 bằng mở ngoặc 4 cộng 2 đóng ngoặc nhân mở ngoặc 3000 cộng 964 đóng ngoặc. Và 10287 nhân 5 bằng mở ngoặc 3 cộng 2 đóng ngoặc nhân 10.287. Bài tập 3 vừa rồi chúng ta đã dựa vào à, tính chất giao hoán của phép nhân. Chúng ta đã tìm được hai biểu thức có giá trị bằng nhau. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 4. Bài tập 4. Số như vậy yêu cầu của bài tập 4 là chúng ta sẽ điền số vào ô trống. Câu A A nhân ô trống bằng ô trống nhân a bằng a câu b a nhân ô trống bằng ô trống nhân a bằng 0 dựa vào tính chất giao hoán của phép nhân phải không? chúng ta thấy này hai biểu thức đều có a đúng không hai biểu thức đều có a đấy, là phép nhân và giá trị bằng a như vậy là a nhân với số nào cũng bằng số nào nhân với a và bằng a phải không? Ở lớp 3 chúng ta đã học phải không? Số nào nhân với 1 hoặc là một nhân với số nào cũng bằng chính số đó phải không? A vẫn bằng chính số đó. Như vậy số điền vào ô trống ở đây sẽ là 1. A nhân 1 bằng 1 nhân a bằng a. Câu B cũng a nhân ô trống bằng ô trống nhân a bằng 0. À như vậy ở đây chúng ta thấy là Giá trị của hai biểu thức trên đấy có một thừa số là a bằng 0. Như vậy a nhân với số nào bằng số nào nhân với a bằng 0. Ở lớp 3 chúng ta cũng đã học rồi phải không? Đấy. a nhân với 0 hoặc là bằng 0 nhân với a cũng bằng 0. Tức là số nào nhân với 0 hoặc 0 nhân với số nào cũng bằng 0. Như vậy số điền vào ô trống là 0. a nhân 0 bằng 0 nhân a bằng 0. Như vậy à, vừa rồi à, chúng ta đã tìm hiểu được à, tính chất giao hoán của phép nhân. Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.